tên Calcutta, Ấn Độ. Mừng lễ Thánh Teresa Calcutta. Lúc 6 giờ sáng ngày 5 tháng 9 năm 2018, Đức cha Thomas Souza, Tổng giám mục giáo phận Calcutta, Ấn Độ đã chủ sự thánh lễ kính Thánh Teresa Calcutta tại nhà nguyện trụ sở Trung ương dòng Thừa sai bác ái ở Ấn Độ. Đồng tế với Đức Tổng giám mục có hơn 30 linh mục thuộc phong trào Mình Chúa Kitô một tổ chức quốc tế do Đức Mẹ Teresa thành lập với mục đích thánh hóa các linh mục. Sau thánh lễ, các linh mục cùng với các nữ tu quay quần quanh mộ của Mẹ Teresa và nhân dịp này, nữ tu Marie Rema, người Đức, bề trên tổng quyền thừa sai bác ái, đã nhấn mạnh đến giá trị một gia đình. Chị nói, những người nghèo, những người không được yêu thương, những người không được ai để ý mong muốn, không được một gia đình Nhưng Thiên Chúa đã chọn chúng ta để trở thành gia đình của họ Tất cả các nữ tu thừa sai bác ái, các tu huynh, linh mục thừa sai bác ái đều được mời gọi thuộc về một gia đình và trở thành một gia đình của những người nghèo trong tất cả những người nghèo. Tất cả chúng ta được kêu gọi chia sẻ tình thương của Thiên Chúa trong tinh thần vui tươi của mẹ Teresa rồi nữ tu Brema đã thắp lên năm ngọn nến trên mộ của mẹ Teresa, tượng trưng cho năm ngành của dòng thừa sai bác ái cả nam lẫn nữ đang cùng nhau hoạt động như một gia đình, gồm các nữ tu, linh mục, tu huynh, giáo dân thiện nguyện và các bệnh nhân. Từ khi qua đời ngày 5 tháng 9 năm 1997 và sau lễ quốc tang, mộ của mẹ Teresa là nơi hành hương thu hút các tín hữu Kitô trên thế giới và cả những người thuộc các tôn giáo khác.